Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hưng Yên tỷ lệ nhãn ra hoa đạt trên 60% diện tích. Những lưu ý trong chăm sóc nhãn giai đoạn quả non cho người trồng nhãn. Hiệu quả từ mô hình trồng rau sạch tại xã Đình Cao, huyện Phù Cử. Cần tăng các nguồn thu ổn định để hạn chế phụ thuộc thu thuế từ đất. Nguyễn Thế Diên, thầy giáo trường Trung học cơ sở Hòa Phong, huyện Mỹ Hào luôn tận tâm với công việc. Các trường trung học phổ thông chủ động ôn tập cho học sinh chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia. Bắt giữ hai đối tượng tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, vụ nhãn năm nay, tỷ lệ nhãn ra hoa trên địa bàn thành phố Hưng Yên ước đạt trên 60%. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, trong tổng số 900 ha nhãn đang trong thời kỳ cho thu hoạch trên địa bàn thành phố, thì vụ nhãn năm 2019 có trên 60% diện tích nhãn ra hoa, thấp hơn vụ nhãn năm 2018 gần 30%. Tuy nhiên, tại các vườn nhãn được chăm sóc đúng quy trình, cùng với việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tỷ lệ nhãn ra hoa đạt cao ở mức 90%. Để nhãn đậu quả đạt tỷ lệ cao, hiện các nhà vườn đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho cây, đặc biệt là chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại trong thời kỳ này như bệnh thán thư, sương mai. Để các diện tích nhãn ra hoa có tỷ lệ đậu quả cao, người trồng nhãn lưu ý trong chăm sóc phòng trừ sâu bệnh gây hại ở giai đoạn nhãn đậu quả non. Làm tốt công tác chăm sóc giai đoạn này có ý nghĩa quyết định đến việc giữ tỷ lệ quả đậu cho đến khi thu hoạch. Hiện nay, cây nhãn đang trong thời kỳ nở hoa đậu quả non. Đây là giai đoạn rất quan trọng tạo đà năng suất cho cây. Nếu thời tiết không thuận lợi, cộng với việc chăm sóc không đúng kỹ thuật sẽ tác động trực tiếp tới khả năng thụ phấn và đậu quả. Do vậy, giai đoạn này, bà con cần tăng cường dinh dưỡng hợp lý cho cây, giúp quá trình thụ phấn được thuận lợi, hạn chế rụng hoa và quả non. Khi nào nó ra hoa rộ đấy, thì coi ta phun vừa, phun sâu, phun mạnh, chủ yếu là mạnh. Và coi như phun cái bò ấy, để coi như đậu hoa quả. Về cái bệnh mà bị sương mai về nhãn ấy, thì ta phát hiện ra thì ta phải phòng cái thuốc Infinito đấy thì để cho nó chống cái bệnh ấy. Thời điểm hiện tại, bệnh sương mai tiếp tục xuất hiện và gây hại trên diện tích nhãn đang ra hoa, tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số chùm hoa, nơi cao 10% số chùm. Dự báo trong thời gian tới, bệnh sương mai tiếp tục xuất hiện và gây hại nhãn ở thời kỳ ra hoa. Để phòng trừ hiệu quả, các chủ vườn cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên nhãn vải từ khi ra hoa đến đậu quả non. Bà con chúng ta cần phải làm sao để chăm sóc, để giữ được các cái chùm hoa này, đấy, để làm sao để bảo toàn được cái năng suất. Thì bằng cái việc là thời điểm hiện tại bà con cần phải lưu tâm tới hai cái vấn đề. Thứ nhất, nó là về vấn đề về dinh dưỡng. Thì đối với những cái cây nhãn mà đang từ kỳ ra hoa thì dinh dưỡng đây đặc biệt là bà con quan tâm tới cái vi lượng, cái phân bón qua lá. Ví dụ như cái bo nó sẽ làm tăng cái chất lượng hạt phấn, tăng khả năng thụ phấn và đậu quả và hạn chế cái hiện tượng rụng quả sau này. Thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm mà hai bo rôn, đây là cái sản phẩm mà chứa bo cao mà ở dạng hữu cơ nên là khi mà phun thì cây nhãn nó dễ dàng hấp thụ. Thời tiết trong những ngày vừa qua thì rất là thuận lợi cho cái bệnh sương mai phát sinh phát triển. Thì bà con chúng ta nên thăm kiểm tra và phun phòng trừ cái đối tượng này càng sớm thì càng tốt bằng các cái loại thuốc ví dụ như là Infinito. Đây là một cái loại thuốc mà đặc trị cho cái bệnh sương mai. Bà con chỉ phun khi mà trước cái thời kỳ hoa cái nở là một. Thứ hai nữa là sau khi mà hoa cái nở và đậu quả non. Bên cạnh việc chủ động thăm vườn và phòng trừ sâu bệnh hại, bà con cần điều tiết độ ẩm cho cây một cách hợp lý và bổ sung dinh dưỡng bằng các loại phân qua lá, loại chuyên dùng cho cây ăn quả, có hàm lượng các chất vi lượng cao để hạn chế rụng nụ hoa, tăng khả năng đậu quả. Đối với bệnh sương mai, thật sự cần thiết bà con mới sử dụng các sản phẩm phòng trừ đặc hiệu. Với phương châm sản phẩm sạch an toàn chất lượng, những năm qua, mô hình trồng rau sạch theo hướng hữu cơ tại xã Đình Cao, huyện Phù Cử đã đem lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Xã Đình Cao, huyện Phù Cử hiện có trên 30 hộ sản xuất mô hình trồng rau sạch, tập trung nhiều tại thôn Văn Sa. Theo các hộ trồng rau sạch cho biết, chủ yếu là trồng đan xen với các loại rau màu cho thu nhập cao như cà chua, bắp cải, dưa bí, v.v. Để đảm bảo sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng đúng với phương châm đề ra, các hộ chỉ sử dụng phân hữu cơ, phân ủ mục có chất lượng tốt.
Bên cạnh đó, xung quanh khu đất canh tác được tạo một mương nước rộng để cách ly với môi trường bên ngoài. Trung bình mỗi hộ cho thu lãi được từ 6 đến 10 triệu đồng một sào, trong đó có nhiều hộ có thu nhập cao, điển hình như hộ của ông Hoàng Văn Đức, thôn Văn Sa với diện tích hơn một mẫu, thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng. Hộ ông Hoàng Văn Điệp với diện tích một mẫu cho thu lãi trên 70 triệu đồng một năm. Những ngày qua, giá vịt thịt liên tục tăng, dẫn tới giá vịt giống cũng tăng theo, giúp người chăn nuôi vịt trong tỉnh thu được lợi nhuận cao. Nếu cùng thời điểm này năm 2018, vịt thịt có giá 35.000 đồng kg, thì hiện nay giá vịt thịt bán buôn tại trang trại từ 45.000 đến 47.000 đồng kg, cao hơn 10.000 đồng kg so với cùng kỳ năm 2018. Giá vịt giống cũng tăng từ 30 đến 35% tùy loại. Cụ thể, vịt cánh trắng 9.500 đồng một con, vịt lai super từ 11 đến 13.000 đồng một con, vịt super từ 19 đến 21.000 đồng một con. Theo các hộ có tổng đàn nuôi từ 2.500 con trở lên như anh Ngô Đức Thắng, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, anh Nguyễn Văn Thịnh tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, anh Nguyễn Đăng Thủy, Trần Doãn Cương, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, chia sẻ nguyên nhân giá tăng vọt như hiện nay là do nhu cầu của thị trường tăng cao trong khi nguồn cung lại không đủ. Tuy nhiên, để tránh gặp phải rủi ro thiệt hại trong chăn nuôi, các chủ trang trại gia trại không nên ồ ạt tái đàn, dẫn đến cung vượt quá cầu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, một số huyện quá chú trọng vào các nguồn thu từ sử dụng đất. Đây tuy là nguồn thu quan trọng, song về lâu dài vẫn phải coi trọng các nguồn khác có tính chất ổn định hơn, đặc biệt là thuế ngoài quốc doanh và các khoản thu khác. Trong năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, một số huyện nguồn thu từ tiền thuê đất khá cao. Có những địa phương, việc thu thuế từ đấu giá sử dụng đất chiếm trên dưới 50% tổng số nguồn thu. Việc tích cực đấu giá đất là chủ trương chung của tỉnh để lấy vốn xây dựng hạ tầng cơ sở, đặc biệt là các địa phương đang thiếu vốn để xây dựng nông thôn mới, không trông chờ, ỷ lại vào các nguồn vốn cấp trên. Tuy nhiên, ngành thuế ở các huyện vẫn xác định phải tiếp tục mở rộng các nguồn thu từ thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu lệ phí và thu khác ngân sách, cũng như rà soát các khoản mà doanh nghiệp nợ đọng để đôn đốc thu. Coi đây luôn là nguồn thu có tính chất ổn định lâu dài và bền vững trong việc đóng góp cho tỉnh tự chủ thu ngân sách và có một phần đóng góp về trung ương. Ngay trong cái bản thân cán bộ rồi lãnh đạo của cơ quan thuế là cũng phải xác định trước hết về công tác tư tưởng là phải có quyết tâm. Thứ hai là phải rà soát và khai thác nguồn thu trên địa bàn để làm sao mà đảm bảo được cái thu kịp thời, nắm bắt được cái tình hình của các doanh nghiệp để mình có những cái biện pháp đôn đốc thu. Tại huyện Mỹ Hào, mặc dù là huyện công nghiệp của tỉnh, song nguồn thu thuế từ đất các năm 2017-2018 vẫn cao. Chính vì vậy, lãnh đạo chi cục thuế huyện xác định phải liên tục rà soát các khoản thu từ thuế ngoài quốc doanh, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập. Công ty Hà Dũng là một ví dụ, dù mới thành lập và đi vào hoạt động, mỗi năm chỉ nộp hơn 50 triệu đồng tiền thuế, song cán bộ thuế của huyện vẫn chú trọng tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp kê khai các khoản thuế. Vì vậy, lãnh đạo doanh nghiệp luôn xác định việc nộp thuế là nghĩa vụ phải tự giác chấp hành. Những cái năm đầu đầu tư mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng công ty cũng luôn luôn nhận thức rõ cái trách nhiệm của mình với xã hội, với bảo hiểm, đặc biệt là về nghĩa vụ về thuế. Công ty luôn luôn chấp hành rất nhanh chóng để đảm bảo cái nghĩa vụ của công ty cũng như trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng liên tục cải cách thủ tục hành chính, nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp thuận lợi trong việc nộp thuế, kịp thời biểu dương các doanh nghiệp cá nhân nộp thuế tiêu biểu, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra các doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng cũng như vận động các công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn tỉnh tiến hành kê khai và đóng thuế tại tỉnh để tăng nguồn thu cho tỉnh. Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân sinh sống tại nút giao đường dẫn cầu Hưng Hà và quốc lộ 39A thuộc xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên kiến nghị cần sớm đưa vào khai thác hệ thống chiếu sáng nhằm giảm nguy cơ tai nạn giao thông vào ban đêm. Bởi hiện nay, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, đại diện chủ đầu tư của dự án chưa bàn giao cho thành phố Hưng Yên quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng tại đây. Do nút giao giữa cầu Hưng Hà và quốc lộ 39A có mật độ phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông lớn,
trong khi hệ thống đèn chiếu sáng không được bật vào ban đêm, nên tại đây sau hơn 2 tháng thông xe đã xảy ra trên 20 vụ va chạm tai nạn giao thông. Là đơn vị được giao phụ trách hệ thống chiếu sáng công cộng tại thành phố Hưng Yên, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và đô thị Hưng Yên cho biết, hiện nay ban quản lý dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang quản lý khai thác hệ thống đèn chiếu sáng tại đây. Đây là một trong những cái nút giao mật độ phương tiện giao thông rất là lớn. Công ty thì đề nghị khẩn trương hoàn tất các cái thủ tục bàn giao cái hệ thống điện chiếu sáng này về thành phố để vận hành chính thức, đảm bảo an toàn giao thông. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư bàn giao hệ thống chiếu sáng tại dự án cầu Hưng Hà và nút giao quốc lộ 39A thuộc địa giới tỉnh Hưng Yên cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và đô thị quản lý. Được biết tại đây có 122 bóng đèn LED, trong đó riêng tại nút giao quốc lộ 39A là 32 bóng đèn phục vụ chiếu sáng ban đêm. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6. Thời điểm hiện tại, các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện các biện pháp ôn tập cho học sinh. Phương án thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, tỷ lệ kết quả thi chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông, còn lại 30% căn cứ vào học bạ của năm học lớp 12. Để học sinh làm quen với dạng đề thi, các nhà trường thường xuyên tổ chức thi cử kiểm tra theo đề thi minh họa của Bộ. Từ đó tiến hành bồi dưỡng ôn tập theo năng lực, học lực học sinh. Các nhà trường cũng tập trung chỉ đạo kiểm tra nhắc nhở giáo viên về hoàn thành chương trình lớp 12, tuyệt đối không được cắt xén chương trình, đồng thời ôn tập bổ sung kiến thức lớp 10, 11. Bên cạnh đó, thay vì ôn tập theo đơn vị lớp học, như những năm trước, nhiều trường đã ôn tập theo tổ hợp môn thi mà các thí sinh lựa chọn. Các giáo viên còn hướng dẫn học sinh cách phân bổ thời gian ôn tập tại nhà, vừa bám sát kiến thức, vừa không tạo áp lực học tập. Trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thầy giáo Nguyễn Thế Diên là một trong những tấm gương tiêu biểu bởi sự nhiệt tình, tâm huyết với công tác giảng dạy. Thầy luôn chăm chút cho từng bài giảng mỗi khi lên lớp đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Trung học cơ sở Hòa Phong, huyện Mỹ Hảo. Để chuẩn bị cho bài giảng về ánh sáng và ánh sáng màu, thầy Diên đã soạn bài giảng trên cơ sở lượng kiến thức quy định trong sách giáo khoa, đồng thời sưu tầm hình ảnh trực quan để biểu đạt cho các loại ánh sáng qua máy chiếu, giáo cụ được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, nguồn sáng chiếu qua lăng kính màu hoặc là nguồn nước, v.v. Ngân hàng câu hỏi về bài giảng cũng như gợi mở đã được thầy chuẩn bị chu đáo để học sinh dễ tiếp thu. Tốt nghiệp chuyên ngành vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và được giảng dạy đúng ngành học, thầy Diên đã có điều kiện phát huy sở trường và truyền thụ kiến thức cho học sinh của mình. Trong giai đoạn từ 2011 đến nay, thầy luôn đạt được thành tích cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện đến cấp quốc gia. Khi được hỏi về kinh nghiệm giảng dạy của mình, thầy chia sẻ. Cái bài tập mà khi chúng ta chưa biết cách giải thì nó sẽ là bài tập khó. Và khi chúng ta biết cách giải rồi thì nó sẽ trở thành bài tập dễ. Và biết cách giải bằng cách nào thì nó không quan trọng. Các em có thể là tự xem ở trên mạng về cách giải, hoặc là thậm chí là nhờ thầy cô giáo hướng dẫn, hoặc nhờ bạn bè hướng dẫn, nhờ anh chị ở lớp trên hướng dẫn. Và nói tóm lại là làm thế nào để tất cả những cái bài khó mà có thể va vào trong cái bài thi thì chúng ta phải biết cách làm nó. Cho nên là hàng ngày chủ yếu là tôi huấn luyện để cho các em tự luyện là nhiều. Còn những cái bài nào mà khi gặp những bài nào khó quá mà các em không hỏi được ai thì lúc đấy tôi trợ giúp. Ngoài lòng yêu nghề thì chuẩn bị kỹ giáo án bài giảng là yếu tố then chốt. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thầy Diên còn được đồng nghiệp nhân dân địa phương đánh giá cao bởi phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị. Đồng chí Nguyễn Thế Diên của trường tôi thì là một giáo viên dạy giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong lối sống lành mạnh, giản dị và hăng hái nhiệt tình cho công tác, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào trong nhà trường và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm học vừa rồi thì đồng chí Diên là có nhiều học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 2017, trường Trung học cơ sở Hòa Phong, Mỹ Hảo đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và đạt chất lượng toàn diện cấp độ 3. Công tác giảng dạy năm sau luôn cao hơn năm trước. Để có được những kết quả này, có phần đóng góp không nhỏ của cá nhân thầy giáo Nguyễn Thế Diên.
Hiện nay với 1.000 đồng, chúng ta khó có thể mua được gì giá trị. Tuy nhiên với phương châm góp gió thành bão, từ phong trào tiết kiệm 1.000 đồng của học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, huyện Khoái Châu, nhà trường đã cùng các em học sinh tiết kiệm được một số tiền lớn để làm những việc có ích cho xã hội. Phong trào tiết kiệm 1.000 đồng được trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu phát động từ năm học 2015-2016, từ 1.000 đồng một ngày của mỗi học sinh. Nhưng nhiều học sinh thực hiện trong nhiều ngày, nhiều tuần sẽ tạo nên nguồn quỹ lớn nên đã thành nề nếp cuối mỗi buổi học. Ban cán sự lớp phối hợp với cô giáo chủ nhiệm nhận 1.000 đồng từ mỗi học sinh quyên góp. Phong trào phát động một tháng trong mỗi năm học, kết quả sau 4 năm triển khai, nhà trường đã thu được 120 triệu đồng. Số tiền được sử dụng để hỗ trợ hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà và làm hệ thống đèn chiếu sáng hai bên cổng trường. Tiết kiệm để làm việc thiện, để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn là đức tính cần được trang bị cho thế hệ trẻ. Bằng những việc làm nhỏ, thiết thực, các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu đã hướng học sinh của mình biết yêu thương, chia sẻ với những người không may mắn trong xã hội. Phong trào tiết kiệm 1.000 đồng vẫn sẽ được tiếp tục duy trì và mở rộng tại nhà trường trong năm học tiếp theo. Vừa qua, huyện Văn Giang đã tổ chức phát động tháng cao điểm vận động ủng hộ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2019. Năm 2018, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam các cấp trong huyện đã vận động ủng hộ được gần 579 triệu đồng, đạt 131,5% kế hoạch. Từ nguồn quỹ trên, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam các cấp đã hỗ trợ 480 lượt người là nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trên 542 triệu đồng. Trong đó tập trung hỗ trợ xây sửa nhà công trình phụ, hỗ trợ bê sinh sản, giống cây trồng vật nuôi, vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh cấp thuốc, tặng vật dụng sinh hoạt gia đình. Ngay tại hội nghị phát động đã có gần 80 tổ chức đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham gia ủng hộ và số tiền ủng hộ trực tiếp tại hội nghị là gần 31 triệu đồng. Qua phong trào vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm đã nhận xây dựng 45 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã trong huyện. Tổng kinh phí các doanh nghiệp nhận hỗ trợ xây dựng 45 căn nhà đại đoàn kết trị giá gần 3 tỷ đồng. Nhà xây đảm bảo theo tiêu chí 3 cứng là tường cứng, mái cứng và nền cứng. Diện tích mỗi căn đều đạt từ 32m² trở lên, đáp ứng đầy đủ các quy định của tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo đó, mỗi căn nhà xây dựng, các doanh nghiệp nhận hỗ trợ với số tiền từ 60 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, cùng với nguồn kinh phí của gia đình, sự ủng hộ của họ hàng, các đoàn thể chính quyền địa phương, đến nay nhiều gia đình có khó khăn về nhà ở được chuyển về căn nhà mới khang trang hơn. Sau nhiều ngày theo dõi nắm tình hình, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 năm 2019, Công an huyện Tiên Lữ đã phát hiện bắt quả tang Đào Văn Sơn, sinh năm 1969, có hộ khẩu thường trú tại xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, hiện đang ở thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ, về hành vi tàng trữ trái phép một gói heroin có trọng lượng 0,261 gram. Sơn khai nhận số ma túy trên mới mua của Vũ Thị Hạnh sinh năm 1978, ở cùng thôn về để sử dụng. Cùng ngày, Công an huyện Tiên Lữ đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hạnh, thu giữ 24,381 gram heroin. Qua đấu tranh bước đầu, Hạnh khai nhận số ma túy trên, đối tượng mua của một người phụ nữ không rõ tên về để bán cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời. Được biết, Hạnh là đối tượng không nghề nghiệp, có chồng nghiện ma túy nhiều năm. Tuy nhiên, kinh tế, gia đình, đối tượng này thuộc diện khá giả tại địa phương. Công an huyện Tiên Lữ đã lập hồ sơ theo dõi từ nhiều tháng nay. Gia đình đối tượng này có 3 anh em trai đều mắc nghiện ma túy nhiều năm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.